Trẻ dưới 12 tuổi có nên tiêm vaccine COVID-19 không? Nhiều ca lây nhiễm SARS-CoV-2 bùng phát khắp cả nước. Hà Nội, người tới 12 chợ, quán ăn, cà phê tại 7 quận có ca COVID-19 cần liên hệ y tế ngay. Phong tỏa tòa nhà trong trung cư cao cấp có hai ca mắc COVID-19. Ghi nhận 612 ca mắc trong cộng đồng, Hà Giang lập cơ sở điều trị F0 tại xã. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Vừa rồi là tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trước số ca mắc đang có xu hướng tăng như hiện nay, nguy cơ lây nhiễm là vô cùng lớn. Với tình hình này, việc tiêm chủng cho đối tượng trẻ em đang được vô cùng quan tâm. Không ít người tỏ ra lo lắng khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi, và đặt câu hỏi rằng liệu có thực sự cần thiết hay không. Trả lời cho những lo lắng này, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin dưới đây của chúng tôi. Mặc dù khi nhiễm COVID-19, các triệu chứng ở trẻ đa phần là nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp phải nhập viện kéo dài để lại di chứng lâu. Hơn nữa, nếu trẻ không may nhiễm bệnh sẽ rất dễ lây lan trong môi trường lớp học. Việc tiêm phòng cho trẻ em là rất cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ trở nặng nếu nhiễm và giảm khả năng lây bệnh cho người khác. Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả trẻ từ 12 tuổi trở lên và thanh thiếu niên không có chống chỉ định. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. CDC cũng khuyến cáo trẻ từ 12 tuổi trở lên nên được tiêm phòng vaccine COVID-19. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã có lộ trình triển khai việc tiêm chủng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Chỉ riêng đối với những trẻ được biết có tiền sử phản ứng nặng với bất cứ thành phần nào trong lọ vaccine thì không nên tiêm chủng. Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có đủ dữ liệu về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, nên lứa tuổi này không nên tiêm. Tại Việt Nam, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em cũng sẽ được Bộ Y tế triển khai trong thời gian tới đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện tại, FDA chấp thuận sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Một số loại vaccine khác vẫn đang được nghiên cứu thêm trên đối tượng trẻ em và được chấp thuận tại một số nước, chẳng hạn như Moderna, Sinovac, Soberana 2, Zicovide Ấn Độ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế sẽ sớm công bố loại vaccine triển khai cho trẻ em. Thưa quý vị, theo Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam, số ca F0 mỗi ngày có chiều hướng tăng trở lại. Nhiều tỉnh thành phố chủ động tăng cấp độ dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp sau khi ghi nhận ổ dịch mới bùng phát trong cộng đồng. Trong ngày mùng 4 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 104 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 64 ca tại cộng đồng, 31 ca tại khu cách ly và 9 ca tại khu phong tỏa. Đây là một trong những ngày Hà Nội ghi nhận đến hơn 50% F0 cộng đồng, số ca nhiễm cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Đáng lo ngại, chủ liên quan ổ dịch chợ Ninh hiệp, huyện Gia Lâm thêm 21 F0 mới ngoài cộng đồng. Môi trường lây nhiễm liên quan đến các khu chợ thường phức tạp, khó truy vết ổ dịch tại Phú La Hà Đông được đánh giá phức tạp do nhóm bệnh nhân di chuyển tiếp xúc nhiều, công tác điều tra truy vết gặp nhiều khó khăn. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 cho người trên 18 tuổi với tỷ lệ cao. Hiện tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 là 92,46%, mũi 2 đạt 58%. Số lượng người trên 50 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vắc cũng đạt khoảng 48%. Tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 với các quận huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch do số lượng người đến về Hà Nội gia tăng và tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Lãnh đạo Hà Nội đề nghị địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến hoặc về địa phương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây số ca f0 tại thành phố và bệnh nhân tử vong có xu hướng tăng trở lại. Đại diện Ban chỉ đạo và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thực tế này và phân tích một số nguyên nhân khiến ca nhiễm tại thành phố tăng trở lại. Thứ nhất, do Thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ giãn cách xã hội và trở lại cuộc sống bình thường. Việc tiếp xúc gặp gỡ giữa người dân diễn ra thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, người dân đã có tâm lý chủ quan vì tỷ lệ phủ vaccine cao. Tại các tuyến đường trung tâm, hàng quán ở thành phố nhiều ngày qua đông nghẹt người. Ngoài ra, nhiều người dân từ các tỉnh thành phố đang trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Trong đó, nhiều người chưa được tiêm vaccine. Lãnh đạo thành phố cảnh báo nếu chủ quan, số ca F0 ở thành phố sẽ tăng trở lại và dịch diễn biến khó lường. Trong ngày 4 tháng 11, tỉnh Bình Dương có 948 ca F0 mới. Đây là số lượng cao nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh kể từ thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội đến nay. Cùng đó, liên tiếp khoảng một tuần qua, theo công bố của Bộ Y tế, gần như toàn bộ 13 tỉnh thành phố, khu vực Tây Nam Bộ đều ghi nhận F0. Nhiều trường hợp là bệnh nhân nhiễm ngoài cộng đồng. Nhiều ngày qua, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Bạc Liêu là các tỉnh có số ca mắc tăng nhanh nhất. Nhiều địa phương đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch tại các huyện xã, đã có giải pháp ứng phó phù hợp. Cần Thơ vẫn ở cấp độ 2, song hầu hết quận huyện đều đã đổi màu vàng, cam và một vùng đỏ. Trong khi đó, Cà Mau không còn vùng xanh mà chuyển sang vàng, gồm 74 phường xã và vùng cam 22 phường xã. Cả tỉnh có 5 vùng đỏ. Các địa phương đã có vùng đỏ là An Giang 2, Bến Tre 6, Cà Mau 5, Cần Thơ 1, Đồng Tháp 1, Hậu Giang 7, Tiền Giang 2, Trà Vinh 5. Số lượng F0 tăng nhanh, các tỉnh miền Tây đang chạy tiêm để nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine cho người dân. Tuy nhiên khi tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi chưa đạt mục tiêu, một số tỉnh thành tại khu vực này đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong danh sách 10 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước, tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ. 7 địa phương thuộc khu vực Tây Nam Bộ gồm Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ. Theo danh sách tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, cập nhật đến 17 giờ ngày 4 tháng 11, có 10.061 phường xã trên cả nước được đánh giá, 7.161 phường xã thuộc cấp độ 1, 3087 thuộc cấp độ 2, 247 phường xã thuộc cấp độ 3 và 106 vùng cấp độ 4. Trong đó tỉnh Bạc Liêu có đến 20 vùng đỏ. Thành phố Hồ Chí Minh đã cử hai đoàn cán bộ y tế chuyên môn về dịch tễ và điều trị để hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch. Trong 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận 218 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 54 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Nhiều F0 phát hiện tại các công ty sản xuất và tầm soát cộng đồng. Đến ngày 4 tháng 11, tỉnh Bạc Liêu có 500.422 người được tiêm vaccine mũi 1, 74,57% và 115.832 người mũi 2, tương đương với 17,26%. Xếp thứ hai về số lượng vùng đỏ là Đắk Lắc, 19 vùng. Do số lượng F0 tăng nhanh, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Đắk Lắc đang tính toán và triển khai cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà. Tỉnh cũng chủ động thành lập 184 trạm y tế lưu động trên địa bàn. Ngày 4 tháng 11, Bộ Y tế thành lập tổ công tác gồm 5 thành viên đến hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Đắk Lắk. Tại Hà Nội, ngay sau khi phát hiện một số địa điểm có liên quan đến các trường hợp F0, thì mới đây Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người dân trên địa bàn thành phố có đến 12 địa điểm trên. Cụ thể quận Cầu Giấy, khoảng 17 giờ ngày mùng 3 tháng 11, phòng VIP tầng 1 tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 Hoàng Ngân. Khoảng 9 giờ ngày mùng 4 tháng 11, phố Lý Quốc Sư đường Nguyễn Chánh, Khoảng 10 giờ ngày mùng 4 tháng 11, cà phê đầu đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Tây Hồ, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 10, quán chim trời gần hồ Tây, quận Thanh Xuân, vào 3 ngày 29 tháng 10, 30 tháng 10, từ 13 giờ đến 17 giờ 30. Mùng 1 tháng 11, Lily Cafe and Club, chung cư Trung Hòa Nhân Chính, 27 Lê Văn Lương Nhân Chính. Khoảng 14 giờ ngày 31 tháng 10, chợ quan Nhân Nhân Chính. Sáng ngày mùng 1 tháng 11, 13 giờ ngày mùng 3 tháng 11, quán gội Đầu, tầng 1 tòa AB chung cư MPR Garden, 203 Nguyễn Huy Tường. Khoảng 16 giờ ngày mùng 3 tháng 11, Phadinh Coffee số 1, liên kế 1, khu đô thị Sông Đà 7, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, quận Ba Đình, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 11, trao quán 24 núi trúc rạng võ, quận Hoàn Kiếm, khoảng 22 giờ ngày mùng 2 tháng 11, quán nước ép bà Triệu ra đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, khoảng 16 giờ ngày mùng 3 tháng 11, cửa hàng quần áo Mai Hắc Đế, quận Đồng Đa, từ 14 giờ 30 đến 17 giờ ngày mùng 3 tháng 11. Skyline Coffee Garden, 36A Hoàng Cầu. Người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội, số điện thoại 024 1022 nhánh số 2, 0969 082 115 hoặc số 0949 396 115 để được hướng dẫn và tư vấn. Một thông tin khác về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, mới đây đại diện Ủy ban dân huyện Đông Anh Hà Nội cho biết, thời điểm hiện tại, huyện đã truy vết được 74 trường hợp F1 liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 31 tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện Đông Anh ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, trong đó xã Việt Hùng phát sinh 1 ca và Kim Trung 3 ca. Qua điều tra dịch tế truy vết được 74 F1 phát sinh ở ổ dịch thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, 22 F1, cách ly 14 hộ gia đình liên quan, lấy 63 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính lần 1. Ổ dịch xã Kim Trung, thôn Nhuế, thôn Bầu, điều tra ra 29 F1, 31F2, 75 người liên quan có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Địa phương đã lập chốt cách ly đối với 29 hộ gia đình có liên quan đang tiếp tục điều tra truy vết Thời điểm hiện tại, huyện vẫn duy trì hoạt động của 333 tổ Covid cộng đồng với trên 1.200 nhóm Cập nhật thường xuyên tình hình biến động dân cư tình hình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 quản lý sức khỏe người về từ vùng dịch người dân bị ho, sốt, rát họng người liên quan đến các bệnh trên địa bàn thành phố và các vùng có dịch khác để lấy mẫu cách ly theo quy định. Ngay sau khi xuất hiện thêm những ca dương tính mới, huyện đã tập trung xét nghiệm toàn bộ F1, trường hợp nghi ngờ, người liên quan đến ca bệnh, người ho sốt rất họng mệt mỏi tại cộng đồng. Riêng trong ngày mùng 4 tháng 11 đã lấy 141 mẫu, 32 F1, 8 khu cách ly tập trung, 20 ho sốt, 6 từ vùng dịch, 75 người liên quan đến F0 Kim Trung. Kết quả xét nghiệm, 109 âm tính, 37 chờ kết quả, gồm bãi 1 liên Hà, 20 ho sốt, 8 khu cách ly tập trung, 6 từ vùng dịch. Bên cạnh đó, Huyện cũng duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện an toàn phòng chống dịch của 24 trên 25 chợ, trong đó có 2 chợ đầu mối, hai siêu thị và 34 chuỗi cửa hàng VinMart, 40 chuỗi cung ứng hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch, cung ứng đầy đủ hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn trong mọi tình huống. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh thông tin, thực hiện nghị quyết 128 NQCP của chính phủ, quyết định 4800 qđ thành phố Hà Nội sẽ chuyển sang giai đoạn mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với tình hình dịch bệnh huyện Đông Anh đã thành lập tổng số 29 trạm y tế lưu động, trong đó có 28 trạm y tế lưu động tại 24 xã, thị trấn, xã Kim Trung, Vân Hà, Nguyên Khê, Mai Lâm. Mỗi xã thành lập 2 trạm y tế và một trạm y tế tại khu công nghiệp Thăng Long, huy động nhân lực hỗ trợ từ các đoàn thể, nhân dân, dự trù đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, cùng 145 nhân viên y tế, bác sĩ về hưu, nhân viên y tế cơ quan, y tế tư nhân tham gia. Cũng là thông tin về tình dịch bệnh tại Hà Nội. Mới đây, ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã lập khu vực cách ly y tế tạm thời đối với tòa nhà R6A, khu đô thị Royal City thuộc phường Thượng Đình để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó vào chiều mùng 4 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19 là cặp vợ chồng sống ở tòa R6A Royal City, bán hàng tại chợ Ninh Hiệp. Tiếp nhận thông tin, quận Thanh Xuân đã quyết định cách ly y tế tạm thời tòa nhà R6A trong vòng 24 giờ để truy vết, xác định triệt để các F1 đưa đi cách ly tập trung. Theo ông Dũng, trong ngày 4 tháng 11, quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.000 người ở tòa R6A. Bước đầu xác định có 31 F1 liên quan đến hai trường hợp F0 này. Do nhiều người đi làm về muộn, nên việc lấy mẫu xét nghiệm kéo dài tới đêm muộn và trưa nay mới có kết quả xét nghiệm cho gần 1.000 trường hợp ở tòa R6A. Sau khi đánh giá xong mức độ dịch bệnh, quận sẽ thu hẹp phạm vi cách ly y tế từ 1 đến 3 tầng, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cư dân. Ngày 4 tháng 11, thành phố Hà Nội ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 64 ca tại cộng đồng, 31 ca tại khu cách ly và 9 ca tại khu vực phong tỏa. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền xã Ninh Hiệp đã quyết định giãn cách xã hội toàn xã Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết, phân loại các trường hợp liên quan. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 4.692 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.801 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.891 ca. Chuyển sang thông tin dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Tây thuộc thị xã Đông Triều lên cấp độ 4, tương ứng với vùng đỏ từ 9 giờ ngày 5 tháng 11. Trước đó, Quảng Ninh đã nâng cấp độ dịch COVID-19 của hai xã là Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều lên cấp độ 2, tương ứng với vùng vàng từ 14 giờ ngày 3 tháng 11, nâng lên cấp độ 3 tương ứng với vùng cam với xã Hồng Thái Tây từ 18 giờ ngày 4 tháng 11. Như vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, xã Hồng Thái Tây đã đổi màu từ vùng xanh sang vùng đỏ. Theo ông Ninh Văn Chủ, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh, tính đến 8 giờ ngày mùng 5 tháng 11, xã Hồng Thái Tây ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, phường Hoàng Quế ghi nhận 1 ca, xã Hồng Thái Đông ghi nhận 2 ca và đã lây cho hai trường hợp ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Thành phố Uông Bí xuất hiện 5 ca mắc COVID-19 ở công ty giày da sao vàng và lây sang một trường hợp tại công ty Than Nam Mẫu. Liên quan đến các F0 ở công ty giày da sao vàng, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo từ 6 giờ ngày mùng 5 tháng 11. Các xã Sông Khoai và Hiệp Hòa tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, nhất là các hoạt động cưới hỏi và các cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện. Các quán ăn, nhà hàng không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về. Tất cả người dân và các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, quét mã QR và các biện pháp chống dịch khác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Còn tại tỉnh Hà Giang hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới các xã thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tính đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 11, toàn tỉnh Hà Giang ghi nhận 612 ca mắc trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 86 ca mắc, trong đó có 40 ca cộng đồng. Có 57 F0 hoàn thành điều trị, chuyển tuyến 5 ca điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viện COVID-19 của Đại học Y Hà Nội đã điều tra truy vết 6.452 F1, hiện có 768 F1 đang cách ly y tế tập trung, 5.684 F1 cách ly tại nhà, khu vực xóm thuộc diện phong tỏa, truy vết 8.940 F2. Đến hết ngày 3 tháng 11, toàn tỉnh Hà Giang có 353.184 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ bao phủ đạt 59,94%, trong đó có 71.940 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt 12,21%. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát, khống chế, nhưng nguy cơ lây lan cho cộng đồng còn cao. Do đó các ngành địa phương cần quyết tâm, quyết liệt, sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khống chế dịch bệnh, không chủ quan lơ là. Tiếp tục thần tốc truy vết, xét nghiệm tại các khu vực phát hiện ca bệnh tại cộng đồng. Các tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng truy vết khẩn trương xác định đúng các trường hợp F1, F2 để áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp theo hướng khoanh vùng hẹp nhất. Các địa phương thẩm định nơi cách ly đáp ứng điều kiện theo quy định. Thành lập cơ sở thu dung quản lý, điều trị ca bệnh, gia soát bố trí mỗi xã có một cơ sở cách ly tập trung, một cơ sở thu dung điều trị các trường hợp F0. Khu cách ly đảm bảo các điều kiện về chỗ ngủ, điện nước, thông tin liên lạc, khu vực vệ sinh, xử lý chất thải. Quý vị thân mến, với 95% số ca mắc mới trong những ngày qua ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đều được phát hiện ngoài cộng đồng, do đó 16 xã phường sẽ bị phong tỏa tạm thời để tiến hành xét nghiệm nhanh. Gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời 16 xã, phường từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 11 để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Theo đó từ 0 giờ đến 24 giờ ngày mùng 6 tháng 11, phong tỏa tạm thời các phường Ea Tam, Tân Tiến, Tự An, Tân Lợi, xã Cư He Bu. Từ 10 giờ đến 24 giờ ngày mùng 7 tháng 10, phong tỏa các phường Tân Lợi, Tân Lập, Tân An, xã Hòa Thuận, xã Hòa Thắng. Từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 8 tháng 11, phong tỏa các phường Thắng Lợi, Tân Hòa, Thành Nhất, Thành Công, Tân Thành, Thống Nhất và xã Ea Tu. 294.959 người dân ở 16 xã phường này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhằm chủ động phát hiện sớm F0 ngoài cộng đồng, đặc biệt là những F0 không có triệu chứng để khoanh vùng, xử lý sớm ổ dịch. Thành phố Buôn Ma Thuận đã thành lập 204 tổ xét nghiệm, mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng 500 mẫu một ngày. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu mỗi gia đình sẽ được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp không quá 3 người một mẫu gộp không gộp gia đình này với gia đình khác bên cạnh đó thành phố lập thêm 4 tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov 2 thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm pcr để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật giao các lực lượng công an quân sự chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát trên địa bàn trong ngày thực hiện lấy mẫu bảo đảm an ninh trật tự và bảo đảm tất cả các công dân có mặt ở địa phương trong ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Thưa quý vị, trong thời gian này, tỉnh Đồng Nai cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm do số ca lây nhiễm tăng cao. Thông tin gần đây chỉ trong một ngày, Đồng Nai đã ghi nhận 950 ca nhiễm mới COVID-19, tức là F0. Trong đó số ca F0 ghi nhận cho cộng đồng là 205 ca, tăng 34% so với ngày 3 tháng 11. Tổng số F0 ghi nhận cho cộng đồng 7 ngày qua là 1.083 ca, tăng 17% so với 7 ngày trước đó. Với 905 ca F0 nhiễm mới, Đồng Nai cùng với thành phố Hồ Chí Minh 981 ca, Bình Dương 948 ca, thuộc đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Số ca nhiễm mới trong ngày tại Đồng Nai được ghi nhận nhiều nhất là tại huyện Thống Nhất 42 ca, huyện Vĩnh Cửu 39 ca. Tại thành phố Biên Hòa ghi nhận 34 ca, thành phố Long Khánh 15 ca. Các huyện Cẩm Mỹ 10 ca, Định Quán 2 ca, Long Thành 1 ca, Nhân Trạch 7 ca, Tân Phú 17 ca, Trảng Bom 30 ca, Xuân Lộc 8 ca. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ nhận định, các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất mà người về từ vùng có dịch, tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát, giải rác trong cộng đồng. Trong ngày, tất cả 11 trên 11 huyện thành phố đều ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, CDC Đồng Nai, tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, về đánh giá phân loại cấp độ dịch COVID-19, theo nghị quyết 128 CP trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh này có 22 xã phường ở cấp độ 3, vùng có nguy cơ cao. Như vậy tăng 11 xã phường so với tuần trước, chỉ có 11 xã phường. Có 74 xã phường ở cấp độ 2, vùng có nguy cơ trung bình, tăng 16 xã phường so với tuần trước là 58 xã phường. Có 74 xã phường ở cấp độ 1, vùng bình thường mới, giảm 27 xã phường so với tuần trước, 101 xã phường. Theo kết quả tiêm vaccine trên toàn tỉnh Đồng Nai, hiện có 11 trên 11 huyện thành phố đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine cơ bản là 105% mũi 1 và trên 70,8% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine đủ liều cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 86,5%. Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện, tăng cường kiểm soát nguồn lây nhiễm tại các điểm nguy cơ cao như chợ dân sinh, siêu thị, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, nhà trọ. Đồng Nai đã trở lại trạng thái bình thường mới mọi quyết định dần được nới lỏng để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, hiện nay Đồng Nai có gần 100% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, nhưng nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn. Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm 5K, có khu cách ly F0, F1 để trường hợp xảy ra dịch có thể xử lý kịp thời, hạn chế được lây lan. Doanh nghiệp khi phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 thì phải báo ngay với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Ba quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đều hỗ trợ xử lý, khoanh vùng, truy vết F1, ông Cường cho biết. Chuyển sang một thông tin tại tỉnh Bình Thuận mới đây, nhằm sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và số giường hồi sức cấp cứu ICU tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. Theo đó, tỉnh bố trí phương án cơ sở thu dung điều trị COVID-19 với quy mô là 4.025 giường bệnh. Cụ thể, tầng 1 có 17 cơ sở điều trị tại 10 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số là 2.680 giường bệnh. Các cơ sở ở tầng 1 có nhiệm vụ phân loại người mắc COVID-19, theo mức độ bệnh để chuyển đúng tầng, điều trị triệu chứng nếu có, theo phác đồ quy định của Bộ Y tế. Phát hiện sớm, xử trí cấp cứu kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo mức độ bệnh. Tầng 2 sẽ có 11 cơ sở ở 10 huyện thị thành phố, với 1.090 giường thu dung điều trị COVID-19, có triệu chứng ở mức độ vừa và nặng. Tầng 3 có 7 cơ sở ở các huyện: Đức Linh, Bắc Bình, Phú Quý, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết với 255 giường bệnh. Các cơ sở này sẽ tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ nặng và nguy kịch. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế sắp xếp lại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời đảm bảo cung cấp thuốc, oxy, trang thiết bị, và tư y tế cơ sở cách ly thu dung điều trị theo từng tầng trong mô hình điều trị tháp 3 tầng ngành y tế đồng thời triển khai phác đồ điều trị cho các tầng và văn bản hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế ưu tiên phân bổ trang thiết bị vật tư y tế cho các cơ sở điều trị theo thứ tự ưu tiên bên cạnh việc quy hoạch nguồn nhân lực y tế nhằm phân bổ hợp lý sở y tế huy động điều phối tình nguyện viên lực lượng y tế ngoài công lập đến hỗ trợ các cơ sở thu dung điều trị covid 19 những ngày gần đây tình hình dịch covid 19 tại bình thuận đã có diễn biến phức tạp và số ca mắc liên tục tăng riêng trong ngày 4 tháng 11 toàn tỉnh ghi nhận 194 ca mắc covid 19 tăng 54 ca so với ngày mùng 3 tháng 11. Lũy kế từ 27 tháng 4 đến mùng 5 tháng 11, toàn tỉnh đã có 6.005 ca mắc COVID-19. Hiệu còn 1.380 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với dịch bệnh trong tình hình mới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên thì trên thực tế, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng cao. Chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế và đừng quên theo dõi bản tin của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.